Nam thanh niên Hà Nội khạc nhổ, vứt khẩu trang bẩn ở thang máy chung cư. Một nam thanh niên liên tục khạc nhổ nước bọt xuống sàn thang máy chung cư. Sau khi dùng khẩu trang lau miệng, thanh niên này lại treo luôn chiếc khẩu trang bẩn lên chai nước rửa tay sát khuẩn. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại vụ việc trên đang gây xôn xao dư luận, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Hà Nội. Hình ảnh được camera an ninh ghi lại, trong số 3 nam thanh niên đứng trong thang máy, một người không đeo khẩu trang mà cầm trên tay. Đang nói, thanh niên này liên tục khạc nhổ nước bọt xuống sàn thang máy. Chưa dừng lại, người này dùng chiếc khẩu trang đang cầm trên tay để lau miệng rồi treo luôn lên chai nước rửa tay sát khuẩn đặt trong thang máy. Theo thông tin chia sẻ, sự việc xảy ra sáng ngày 27 tháng 7 tại chung cư Home City, số 177, đường Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Sáng ngày 28 tháng 7, trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Đỗ Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc. Theo ông Đỗ Ngọc Anh, qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ, thanh niên trên thuê trọ tại chung cư Home City. Tối ngày 27 tháng 7, thanh niên này không có tại căn hộ thuê trọ nên lực lượng chức năng chưa làm việc được. Trong sáng nay, chúng tôi sẽ mời nam thanh niên đó lên làm việc để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa thông tin.